Xin chào các bạn, tôi là Hảo, đến từ công ty xây dựng Kisato. Hôm nay tôi đang có mặt ở nhà anh Thủy ở xã Nga Văn, huyện Nga Trường, tỉnh Thanh Hóa để thăm lại công trình của gia đình sau khi công ty Kisato đã thiết kế và gia đình đã thi công hoàn thiện. Xin mời các bạn vào bên trong, xin nghe cảm nhận của gia đình về sản phẩm và dịch vụ bên công ty nhé. Xin chào các bạn, đây bên cạnh mình đây là anh Thủy, gia chủ của công trình. Em thứ nhất cảm ơn anh Thủy hôm nay thay mặt công ty Kisato em có về thăm hỏi gia đình và xem tham quan lại công trình gia đình nó hoàn thiện. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng công ty sử dụng cái dịch vụ thiết kế bên em. Thì trong quá trình sử dụng thì anh có cảm nhận, anh cho em xin ý cảm nhận ý kiến của gia đình và sử dụng dịch vụ bên em ạ. Đầu tiên là mình thay mặt gia đình và cảm ơn tất cả anh em quý công ty ở ngoài đó. Thiết kế cho mình một căn nhà gọi là để mình sinh sống và sinh hoạt cuộc sống của mình sau này lâu dài hơn. Đấy là mình đầu tiên mình cảm ơn công ty. Sau đó là mình cảm nhận về công trình là nói chung là mình ở khu vực này mình là người đầu tiên mình thuê thiết kế về để thiết kế một ngôi nhà của cho mình ở. Thì sau khi mình xây dựng lên thì tất cả mọi người xung quanh đều cũng phải công nhận là sau khi có bản thiết kế thì ngôi nhà nó khác hẳn so với những người họ tự thiết kế họ xây lên. Đấy là cảm nhận của mình về vấn đề là công ty đã thiết kế sản phẩm cho mình dùng đến. Dạ vâng, đấy. Anh cũng là người đi đầu trong khu vực đúng không anh? Vâng. Nghĩa là tin dùng sử dụng. Thì xin chào mọi người, là anh Thủy cũng đã công tác bên nước ngoài. Trong thời gian mà anh có ý định xây nhà, anh có tìm hiểu và biết đến công ty Kisato qua Internet, YouTube anh nhỉ? Vâng. Đấy, thì anh cũng tin tưởng là có gọi bên mình về, lần có gặp bác ở nhà thôi. Là thiết kế cho gia đình. Thì mọi vấn đề anh em đều trao đổi online hết. Thì sau đến đầu năm anh về nước bắt đầu mới triển khai công trình thì sau 4 đến 5 tháng anh nhỉ là bắt đầu hoàn thiện công trình. Thì tí mình sẽ giới thiệu chi tiết về công trình. Thì đấy thì cũng như anh vừa chia sẻ đấy thì khi có thiết kế thì anh có cái kiểu như cái tổng mức đầu tư mình ra là cũng là lớn. Thì mình cũng muốn là biết cái chi tiết cái nhà của mình mai sau như nào đúng không anh? Vâng. Ví dụ công năng bố trí như nào, hình thức ngôi nhà ra sao. Tại vì mình cũng thật với mà anh cũng phải dự trù cái phương án mà không về lượng nước thì mình cũng phải quản lý được anh em thợ ở nhà làm thế nào đúng ý mình nhất. Dạ vâng. Đấy thì anh có tin tưởng để sử dụng cái dịch vụ bên em thì em cũng cảm ơn anh. Và hôm nay bên em về cũng có món quà nhỏ anh ạ. Tặng gia đình, gọi là kỷ niệm hôm nay thăm về công ty anh ạ. Vâng, thay mặt gia đình cảm ơn công ty nhá, cảm ơn tất cả mấy anh em. Dạ vâng. Thì sau đây thì em xin phép quay lại cái công trình để giới thiệu cho mọi người và cũng như là bên em sẽ làm cái video để gửi tặng gia đình. Dạ gia vâng. Gia đình lưu lại để làm kỷ niệm mai sau anh ạ. Dạ dạ vâng. Vâng. Vâng, vâng. Em, anh em mình cứ thoải mái thôi mà. Dạ vâng. Sản phẩm anh em mình thiết kế ra rồi đã lên đất rồi thì anh em mình cứ thoải mái review để đưa lên. Vâng, để chia sẻ cho mọi người. Chia sẻ cho mọi người biết rằng là sản phẩm của công ty mình nó tốt như thế nào. Vâng, nếu mà ví dụ có cái gì mà cũng cảm ơn anh đã góp ý đấy. Ví dụ như có cái dòng không đúng, không chưa hợp lý hay là như nào thì anh cứ góp ý thẳng thắn để em phát triển lên. Nói chung là thật sự ra thì nó cũng không có gì cả tại vì năm nay đúng là năm dịch bệnh nên là mình về làm ngăn nhà này sau khi mà móng mông làm sắt ấy mình cũng điện cho công ty thì công ty cũng bố trí người về. Dạ vâng. Khi mà mình làm lên mái trên thì cũng bố trí người về. Dạ vâng. Lúc đầu là mình định là mình không về nước được là mình sẽ thuê công ty về giám sát luôn công trình. Dạ vâng. Đấy. Nhưng sau khi mà may quá là dịch bệnh nó bớt một chút là mình về được. Sau đó thì mình mới về mình trực tiếp mình quản lý công trình thì lúc đó mình chỉ gọi công ty về là giám sát về phần sắt.
nên kết cấu của mái và cái phong thái của sắt được móng. Nhưng công nhận là anh cũng là cái độ, anh cũng là độ cái là nghiên cứu kỹ, cái là cái độ hoàn thiện cũng hồi em là cũng vẽ ra được, nhưng cái độ hoàn thiện mà anh giám sát từng ly từng tí một này là cũng là rất là cẩn thận chi tiết, em thấy là cảm nhận mình được. Mình bảo là thực sự ra là mình đầu mức đầu tư đồng mình làm cái nhà ấy, mình phải ưng thì mình mới làm. Đấy nên là mình khoán thợ, mình cũng tìm hiểu thợ rất kỹ, mình tìm hiểu thợ cả các nguồn nguyên vật liệu anh lựa chọn rất là kỹ, mà toàn những chỗ anh em thân quen đúng không anh? Nên là vật liệu anh lựa chọn em nghĩ là rất là kỹ ấy. Từ hệ thống cửa sơn rồi các hệ thống nội thất là em thấy là anh lựa chọn vật liệu đầu vào là kỹ. Nói chung là mình xây dựng ngôi nhà này xong rồi tất cả mọi người đều anh em hay là làng xóm, người ta ở xa đi đâu qua người ta vào người ta tham quan không gian bố trí phòng và thứ là nó đều hợp lý hết. Dạ vâng. Không ai người ta phải chê một điều gì cả, tại vì vào ngôi nhà mình nó thoáng. Dạ vâng. Cảm giác nó chỉ là thoáng, phòng khách các thứ tất cả các bố trí phòng nó hợp lý. Vâng. Và thế em xin phép anh nhé. Vâng. Anh thử nhé. Vâng, anh vào lớp em xin phép em quay lại tí. Vâng. Vâng, xin chào mọi người. Sau khi nghe cảm nhận của anh Thủy ấy, thì mình sẽ ra phía bên ngoài công trình để giới thiệu cho các bạn và mọi người trước về tổng quan của công trình. Đấy, trên phía sau mình ấy, đây là phía ngôi nhà cấp 4 với diện tích sử dụng là rơi vào khoảng 150 m², gồm có một phòng khách, 4 phòng ngủ, gia đình và một khu vực phòng thờ. Gia đình đã hoàn thiện. Và phía bên tay trái của ngôi nhà đó là khu vực bếp với cả khu vực nhà ngang sử dụng bếp và phòng ăn của gia đình. Đây, như các bạn thấy là tổng công viên thì anh Thủy đã hoàn thiện, đang hoàn thiện hết phần cổng và hàng rào và đang trồng một số cây cối để đi vào sử dụng. Phía sân thì có lát hệ thống gạch chống trơn nhé mọi nhé, có độ nhám, gạch sân vườn chống trơn để tăng diện tích lớn. Và điểm nhấn phía công trình đấy, khi đứng từ phòng khách phòng thờ nhìn ra ở phía tổng công viên, đấy như các bạn thấy là bức tranh sơn nhũ giả đồng. Đây đều là bức tranh được đắp bằng xi măng do các nghệ nhân và được sơn nhũ giả đồng với giá thành hoàn thiện là cả sơn cả vần đắp vẽ. Nhưng ra như anh Thủy chia sẻ là 1.800.000 m² ở khu vực Thanh Hóa các bạn nhé. Đây, nếu mà các bạn nó có khu vực sân vườn rộng có thể điểm những cái bức tranh này, thì khi mà đứng ở trong phòng khách nhìn ra thì mình có một cái view khá là đẹp. Đây, phía xung quanh thì phía trước ngôi nhà thì với diện tích khá là rộng, khi anh Thủy gọi về để thiết kế công ty để thiết kế cho gia đình ấy, thì có định hình cái phần kiến trúc của gia đình để làm sao thiết kế được cái phần đất của gia đình khá là rộng, thì sẽ đẩy lui về cái nhà về phía đằng sau. Với chiều dài của ngôi nhà phía từ sảnh đến phía cuối là 10m05 các bạn nhé, tầm 10m rưỡi, còn chiều ngang là tầm 14,7m, là phía từ đầu hồi bên này đến đầu hồi bên này, chưa tính hệ thống mái rủ của công trình. Đây thì bớt lại phía đằng sân trước từ 6 đến 7 mét, thì thứ nhất là anh trồng cây cối và làm một số tiểu cảnh cũng như là để sân để xe ô tô. Sau đây mình sẽ giới thiệu về công trình. Phía trước mặt các bạn đây là thấy là điểm nhấn chính là hai phía cột sảnh lớn của công trình được sơn giả đá nhé các bạn nhé. Đây, sơn giả đá màu. Phía sơn ở toàn bộ công trình được sơn màu trắng, riêng cột hai cột sẽ được tạo điểm nhấn thì sẽ sơn màu giả đá. Đá cẩm thạch này thì nhìn nó sẽ rất là khỏe khoắn và chắc chắn. Phía bậc tam cấp thì anh đều sử dụng bậc tam cấp và cái phần bệ. Mai sau anh sẽ đặt một số cái cây tiểu cảnh ở trên này thì nó sẽ đẹp, đều bằng đá granite hoa cương hết các bạn nhé. Đây, anh có làm một cái thảm để phân biệt giữa đi lên, lối đi lên này thì sẽ có điểm nhấn chứ không làm hết một màu đen đồng loạt. Thì nút công ty cũng có tư vấn thiết kế cho anh thì làm những cái mặt bậc kiểu này thì nó sẽ có độ cách điệu và sẽ đẹp hơn so với mình làm đồng nhất các màu đen, đá đen, đá kim sa hoặc là đen anh kim này. Cái vật liệu này các bạn có thể sử dụng là nó là mặt bậc tam cấp hoặc là mặt bậc cầu thang, thì đen này có thể là đá đen anh kim hoặc là đá kim sa đều được các bạn ạ. Đây, giới thiệu bên ngoài như các bạn thấy thì anh sử dụng vật liệu chính là vật liệu gỗ. Anh thì từ cửa chính, hệ thống cửa sổ mình giới thiệu trước với các bạn là hệ thống cửa sổ nhé. Tất cả hệ thống cửa sổ anh đều sử dụng là hệ thống cửa sổ bằng gỗ ở phía mặt bên trước công trình và phía mặt hông công trình. Anh chỉ sử dụng những cái khung hộc bên trong là gỗ, còn cánh anh sử dụng là cánh cửa nhôm và là cửa vân gỗ các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn những cái thanh gỗ của anh rất là chắc chắn. Đây, cái phần tiền mà anh hoàn thiện hết hệ thống cửa gỗ với cả cửa sổ, cửa đi là cả hệ thống trần. Nghĩa là phần nội thất của anh ấy là tầm 500 triệu riêng cái phần gỗ của công trình thôi. Phía cửa công trình thì anh trang trí rất là đơn giản thôi. Thì nó gồm có một cái mái rủ phía bên trên đổ bằng bê tông liền khối và dán
dán bằng ngói và dưới chỉ là một cái gờ bậu cửa đơn giản. Có nhiều nhà như các bạn thấy, ví dụ như nhà Tân Cổ ấy, nhà Mai Thái, thì người ta sẽ đắp những cái phào trang trí ở khu vực này. Đấy, những phào lẹp như cái phào cửa thì nó sẽ nổi bật hơn nữa. Nhưng đây cái độ thanh thoát với cả để làm nổi bật hơn cái cửa này thì anh sử dụng những cái đường phào chỉ đơn giản. Đây chỉ là những cái viên gạch đây các bạn nhé. Khi bác thợ hoàn thiện này, sẽ là những viên gạch quay ngang và đắp cái phào chỉ đơn giản, rất là thanh thoát. Đấy, phía chân tường phía dưới một tí là cái phần gọi là phần phào cổ móng. Nghĩa là đây là chỉ là phần phân cách giữa phần móng, đây là phần này cốt móng nhé. Sau phần trên thì người ta thường sẽ làm một cái phào này để phân biệt cái cốt đấy, gọi là cốt nền nhà với cốt dưới. Thì dưới này sẽ là một là ốp đá dối ấy. Như anh là anh đang ốp gạch 80-80. Như bạn thấy cái này vệ sinh rất là dễ này, có độ bóng, độ trơn. Đấy, khi mà ví dụ như mưa, gió, bẩn nên anh chỉ việc vệ sinh lau chùi rất dễ. Nếu mà mình để màu sơn trắng này thì theo thời gian ấy, sử dụng nó sẽ rất là bẩn. Đấy, nên các bạn để ý nhé, khi mà làm ấy thì cái phần cổ móng này lên là ốp, một là đá dối, nếu không có điều kiện thì mình ốp đá dối thì rơi tầm 170.000 một mét vuông. Còn những ốp gạch này thì tùy loại gạch thì giá thành sẽ khác nhau. Đây thì nói qua nữa thì phần trang trí cái phần cột ốp góc của gia đình. Đấy, đây là phần tường giao nhau thì công ty có thiết kế cho anh cái phần cột ốp góc thì nó khá là đơn giản, không quá nhiều chi tiết. Phào điểm nhấn chính trên nó là cái đầu trụ và cái hoa văn kia là mình sẽ mua sẵn về mình gắn các bạn nhé, không cần phải gắn trực tiếp thì nó vẫn là đảm bảo độ chắc chắn và liên kết công trình. Thì mình sẽ nói qua về bạn cái hệ thống kết cấu mái của công trình nhé, để trước khi vào bên trong của công trình. Như bạn thấy là phía sảnh chính là một hệ kết cấu vòm. Đấy, hình kết cấu vòm. Đấy, kết cấu phía bên trên nó sẽ là hình mái dạng hình chữ A. Đấy, tất cả hệ thống diềm mái, diềm bê tông và bên trong là hệ thống xà gồ và ngói. Anh sử dụng ngói là ngói đất Việt dạng màu đỏ như ngói Hạ Long, đó là phân khúc cao nhất trong ngói, trong cái dạng những viên ngói màu đỏ, ngói dạng đất lung ấy là phân khúc cao nhất ấy. Thì anh sẽ đổ từ phía bên ngoài sang phía bên trên là từ khoảng từ 810 đến 900 mm, là sử dụng bê tông hết. Còn phía bên trong là anh sử dụng là hệ thống xà gồ và là ngói này sẽ là ngói buộc, đa số ngói buộc chứ không phải như dạng ngói sóng thì có thể là bắn vít và xà gồ, nhưng cái này thường sử dụng những dây buộc để tăng tính liên kết. Còn những cái phần diềm, cái ô văng cửa sổ thì sẽ là dán trực tiếp bằng xi măng các bạn nhé. Đấy, thì trên anh có làm một cái phù điêu để làm điểm nhấn cho cái điểm vòm. Thì cái vòm này sẽ là một cái bản bê tông liền khối này đổ đấy từ cái này để tránh. Tại sao phải làm này? Tại vì khi mà cái độ dốc mái xuống nhé thì nó sẽ chảy nước vào cái khu vực này. Nếu mình mà không đổ cái tấm phẳng ở đây thì nước mưa cái độ xối ấy, thì nó sẽ xối trực tiếp vào cái bức tường ở phía bên hông các bạn nhé, hai bên hông này. Thì theo thời gian ấy, mưa mà nó phả vào tường nhiều quá thì nó sẽ gây là ẩm mốc bức tường đấy và nó sẽ bị phai màu sơn đi đấy. Thì khi thiết kế thì anh em đã có làm cho anh một cái hệ thống trần phẳng để che cái khu vực ở trong nhà, thì mai sau nước chảy hai độ dốc vào nhau thì nó sẽ vào cái mái phụ này sẽ chảy xuống phía sân này. Sân này anh lát gạch rồi, mưa gió thoải mái, không bao giờ sợ ảnh hưởng. Đấy, nghĩa là khi mà tại sao lại phải có bản vẽ thiết kế để tính toán được cái hệ thống cấp điện này, cấp nước này, đường thoát nước này, làm sao nó phù hợp, thoát ở đâu, vị trí nào, giao nhau vị trí nào, hay như nào, tính kết cấu hay tính thẩm mỹ đều được tính toán trước và đã trao đổi với gia đình để đi đến được cái thống nhất cái bản vẽ như này. Thì cái phần hệ mái thì anh có sử dụng một số hệ thống chữ thọ như các bạn thấy. Cái chữ thọ này thì nó có tính chất vừa là có tính chất trang trí, vừa có tính chất là thông gió. Tại vì khi mà ở ngoài miền Bắc, các bạn biết không khí ngoài miền Bắc nó rất là nóng ở mùa hè, đúng không ạ? Khi mà nóng quá, nó ánh sáng nắng chiếu vào lâu trên mái ngói thì nó sẽ hiện tượng hấp hơi ở bên phía bên trong mái. Thì mình có những cái cửa sổ thông mái này. Đây, một bên hồi này cũng có, thì gió ra gió vào liên tục. Đấy, và các bạn thấy đang gió này. Đấy, thổi vào mái, gió lưu không, không khí trong đấy lưu không thì nó sẽ không bị bí mái nữa. Thì nó sẽ không hấp thụ nhiệt xuống cái trần bê tông bên dưới. Trần bê tông bên dưới nó không hấp thụ nhiệt thì ở dưới phòng ngủ cái thứ của mình sẽ rất là mát. Thì không, trong mùa hè sẽ không bị tốn nhiều năng lượng điều hòa. Đấy, sẽ giảm thiểu được tiền điện đấy. Một cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng đó là nói lên cái sự tính toán của anh em thiết kế để làm sao mà tối giản, tiết kiệm chi phí hay là sử dụng thuận lợi trong việc công năng. Thì nói về cái màu sơn của gia đình thì anh lựa chọn những cái màu sơn không quá nhiều, nghĩa là nó không quá nhiều màu sắc quá.
thì các bạn xem chủ đạo sơn chính là màu trắng để làm toát lên cái vẻ đẹp của công trình. Tại vì quanh đây là chưa có công trình nào mà xây dựng thiết kế nên đa số sơn màu toàn tự phát. Thì anh em có tư vấn cho anh là sơn màu trắng. Và cái điểm nhấn chính là cái cột là sơn màu cẩm thạch này. Cả một cái đường phào phân tầng ở cái cốt 4m25 đấy là sơn màu vàng để tạo điểm nhấn của công trình thôi, chứ không quá nhiều màu sơn. Đây là thường là chủ yếu là kết hợp giữa màu đỏ và màu đỏ của gạch, của gỗ và ngói kết hợp với màu trắng, thì hai màu đấy sẽ là rất là phù hợp và nổi bật với nhau. Đây, xin mời các bạn đi vào khu vực sảnh chính của ngôi nhà. Đây, các bạn thấy là khu vực sảnh nó rất là rộng rãi, thoải mái. Đây, xin mời vào. Thì trước tiên vào sảnh thì các bạn để ý hệ thống cửa. Đây, cửa này rất là chắc chắn, hệ thống cửa gỗ lam phi 4 cánh. Đầu tiên là công ty có tư vấn cho anh thiết kế hệ thống cửa gỗ 4 cánh mở hết. Nhưng sau khi trong quá trình làm, anh có thay đổi một tí, anh sẽ sử dụng là hai cánh này, hai cánh chết. Và anh chỉ mở hai cánh lớn này, hai cánh cửa gỗ. Và các bạn thấy để ý đây, rất khác biệt, cánh này rất là nặng nha các bạn nhé. Các bạn phải sờ mới biết được, nghĩa là nó rất là nặng và chỉ. Đây, cái độ dày của, tại sao như vậy? Tại vì độ dày của cái khuôn này nó rơi vào 6 phân các bạn ạ. Trung bình các nhà bình thường ấy, cửa gỗ lim nam phi ấy, họ chỉ làm từ 4 phân đến 5 phân thôi. Nhưng riêng anh Thủy anh làm đến 6 phân, đấy nó rất là nặng và chỉ. Cái bộ khóa đồng này rất là hợp này. Đấy, các bạn rất là độ chắc chắn. Thì các bạn để ý nhé, tất cả cái hoa văn hệ thống cửa đi cửa sổ anh ấy dùng toàn là ba lô trơn hết. Đấy, nghĩa là cái loại này thì nhìn nó sẽ rất đơn giản thôi, nhưng nó sẽ rất là bền, nghĩa là nó không bị lỗi mốt thời gian. Ví dụ mình đắp phào chỉ có rất là khó vệ sinh này. Như cái này ví dụ muốn lau chùi vệ sinh bề mặt, nó dạng ba lô trơn mà, thì lau chùi vệ sinh rất dễ mà nó không bị quá lỗi mốt theo thời gian. Nhưng bên cạnh đó thì những cái phần phào ốp góc ở bên lẹp cửa sổ đấy, anh dùng đều là đục lỗ hết nha các bạn. Đục lỗ hết gỗ lim lam phi. Đấy, tất cả hệ thống cái cửa này, đây, từ cái phào này, cửa này, khóa này, thì cái bộ này nó rơi vào khoảng là 65 triệu các bạn nhé. Để nói cho các bạn để tham khảo phần giá trị, để nếu mà mọi người có nhu cầu mà muốn làm một cái bộ cửa như này. Hai bên thì là hai cái cửa sổ, hệ thống cửa sổ anh đều dùng chung hết, với kích thước tầm khoảng 1m2, đều bên trong đều khuôn bao hết cái tường. Tường là tường 25, tường xây 220, nhưng sau khi hoàn thiện cả chát và nữa là 250mm. Và tất cả hệ thống song đều là sử dụng những song gỗ rất là to, khỏe, chắc chắn. Đấy, vừa đảm bảo an ninh thẩm mỹ của công trình. Đây thì sau khi bước vào sảnh chính ấy, thì sẽ là một cái không gian phòng khách rơi tầm 3-5m2 của công trình. Đấy, như các bạn thấy anh có bố trí không gian phòng khách phía bên phải mình lên là cái khu vực bàn. Bàn này anh cũng là một cái rất là hay nha các bạn nhé. Anh Thủy là một người là thích sự đơn giản, nghĩa là không quá cầu kỳ, nghĩa là bộ bàn ghế có thể các bạn nhiều nhà có thể thấy là đục thái sư hay là những cái trang trí phức tạp, nhưng đây các bạn thấy toàn là những hình khối và rất là trơn. Cái này là tại sao mình là phải đặt là riêng, tại vì cái khu vực phòng khách của anh ý nó sẽ hơi đặc thù tí. Nếu mà ví dụ mình phải xác định là kê bàn ghế ở đâu đấy, nếu ví dụ như nhiều nhà sẽ kê ở khu vực giữa này thì bàn ghế sẽ kiểu gì. Đây anh sẽ chọn kê góc để làm sao mà khi mà lối đi vào rất là rộng này, anh đặt tivi đây này, ngồi đây này thì sẽ không bị quá cận, xem rất là dễ. Tại sao lại vậy? Tại vì mình phải tính toán được khoảng cách là từ cái mép cửa này đến mép tường là còn bao nhiêu, và từ mép cửa sổ này đến cái mép cửa kia là bao nhiêu, thì mình sẽ đặt cái bộ bàn ghế làm sao nó phù hợp nhất, chứ không phải là mình không tính toán, không đo khoảng cách để mình mua cái sẵn. Cái này là mình phải đặt sau khi đo kích thước hoàn thiện xong mình sẽ đặt ở bên gỗ sẽ thiết kế và tư vấn cái bộ bàn ghế này sao nó phù hợp nhất. Đây, những bộ này thì ngồi rất là mát về mùa đông. Phía bên sâu bên trong thì là cái phần khu vực phòng thờ của gia đình. Thì trước khi vào phòng thờ thì có một cái bộ gọi là cửa võng, thì có đục CNC đấy, có một chữ Đức Lưu Quang bên trên và hai bên là hai câu đối. Các bạn có thể thấy là nó có thể là nó hơi giống thiên hướng của nhà thờ, nhưng đây là kiểu tối giản, đây chỉ là cái trang trọng trong phòng thờ. Đấy, khi bước vào thì mai sau anh có thể làm hệ rèm đây để che đi cũng rất là hợp lý này các bạn. Thì trong nó có khuôn bao gỗ hết. Thì trong phòng thờ là diện tích khoảng 12m2 thì anh có đặt một cái bàn thờ gia tiên, cộng thế là hai bên sẽ hai cái lục bình về mặt sau, và phía hai bên trên các bạn để ý nhá, hai ô thoáng. Anh cũng làm bằng gỗ tiếp. Đấy, nhà rất là nhiều gỗ để khi thắp hương anh mở ra là nó có độ thoáng khí, thắp hương thì nó sẽ bay ra ngoài thì không bị ám mùi vào phòng khách hay là các khu vực lân cận.
phía sau của phía đối diện đây, các bạn để ý là cái tivi 70 inch. Tại sao lại vậy? Tại vì nhà cái phòng khách nó rộng mà, thì khi tư vấn nội thất thì anh em cũng tư vấn cho anh là làm sao chọn kích thước tivi hay kệ tivi làm sao nó phù hợp. Đấy, cái kệ tivi thì nó phải đồng nhất, các bạn thấy rất đồng nhất với cái bộ bàn ghế chứ không có lệch cỡm. Cái này đấy, trang trí cách thức đơn giản đấy, gồm các khối gần như là vuông đặc xếp lên nhau đấy, làm sao tự thanh thoát. Mai sau anh có định hướng là sẽ đặt bộ âm thanh ở khu vực này nữa. Thì trong cái phòng khách này, ngoài những cái bộ bàn ghế hay là khu vực thờ đẹp, nó còn ngoài ra nó còn có cái khu vực là hệ thống trần. Trần tất cả anh dùng gỗ sồi trắng hết các bạn nhé. Đây các bạn thấy nào, cái mức độ hoàn thiện ấy rất là chi tiết cẩn thận. Với mức giá hoàn thiện ấy, nếu mà tính theo mét vuông, tính theo mặt bằng ấy, thì rơi tầm 2,4 triệu một mét, cả nhân công cả vật liệu. Đấy, để các bạn tham khảo. Còn nếu mà tính theo giật cấp, đo từng cấp một thì nó rơi vào tầm khoảng 1,8 triệu. Thì các bạn thấy là tất cả các tấm đều được đục lỗi hoa văn này. Phía trước thì có hình trống đồng đấy. Đấy các bạn thấy, cảm giác như nó là cái trống đồng, cái và họa tiết trang trí rất là cổ kính ngày xưa. Phía bên trên đây, tất cả hệ thống phào, đèn led âm trần, hệ thống điện đều được công ty thiết kế và tư vấn cho gia đình. Tại sao lại cái gỗ sồi anh lại chỉ sử dụng gỗ sồi trắng? Tại vì quanh nhà anh dùng gỗ lim hết rồi, màu nó khá là trầm. Khi anh muốn có sự gì đó mới mẻ hay là nó sáng sủa hơn thì anh đã sử dụng là hệ thống trần. Ngoài thạch cao ra anh không thích, thạch cao thì anh sử dụng trong các phòng ngủ nhé. Còn riêng cái hệ thống hành lang này, không gian bên ngoài này, anh sử dụng hết là gỗ sồi trắng để nó khi bật đèn lên nó sẽ rất là sáng. Kết hợp với cái nền gạch đấy các bạn nhé, gạch này đang sử dụng gạch là gạch 80-80. Tại sao vậy? Tại vì nhiều nhà có thể lát gạch 60-60, nhưng khi với không gian rộng này thì các bạn nên ưu tiên chọn những cái kích thước gạch với khổ lớn nhé. Thì như không gian cái mạch, cái những cái giòn này nó sẽ giãn ra, thì cảm giác cái không gian nó càng rộng hơn nữa. Đấy, như bạn thấy ví dụ như này khoảng 35m², nhưng có thể nghĩ là 40-45m² là chuyện bình thường, tại vì nó rất là thoáng. Phía các len chân tường ấy, bình thường các nhà khác thì hay sử dụng là lát gạch. Đây, ví dụ gạch này mình dùng gạch 80 đúng không? Thì mình sẽ sử dụng những loại mã gạch này, mình cắt những cái giải này xong mình ốp lên lên luôn. Thì cái này để làm gì? Cái này có tác dụng là khi mình vệ sinh hay là ví dụ trẻ nhỏ các thứ đi, nó không bị bẩn lên cái tường này, vừa dễ lau chùi dễ vệ sinh. Nhưng anh không sử dụng gạch, anh sử dụng gỗ. Nhiều lúc khi làm ấy, nhiều người hỏi tại sao lại sử dụng gỗ? Tại vì các bạn hình dung gỗ thì nó không chịu được nước đúng không ạ? Khi mà ví dụ mình lau nhà thì có những cái nước nó bắn bẩn lên đây thì nó ngấm vào thành gỗ này, nó bị xỉn màu, thứ hai nó bị ngấm vào đây thì nó sẽ bị cong vênh hay là nó sẽ bị theo thời gian nó bị hỏng. Nhưng đối với gỗ này anh đã phơi rất kỹ, đã sửa chọn những vật liệu đồ vào rất là cẩn thận rồi, nên cái vấn đề đấy anh không đáng ngại, không quan tâm nữa. Đấy, nó sẽ hợp với cái phần nội thất cửa các thứ của anh luôn. Xin giới thiệu với các bạn thì phía bên trong này gồm có hai phòng ngủ nhé. Riêng mé tính từ vào bên phòng khách phía bên trái cũng có hai phòng ngủ. Đây là phía bên trái mình là phòng ngủ của anh chị này, hai vợ chồng. Phía bên phải là phòng ngủ của bác. Đấy, phía sau là khu vệ sinh master. Thì mình xin giới thiệu trước cái phòng ngủ của anh chị. Đây, xin mời các bạn vào. Thì trước khi vào thì nó đã là bộ cửa gỗ lim nam phi với chiều dày của bản cánh là 4 phân các bạn nhé. Anh sử dụng gỗ đặc trên là ô thoáng. Đấy, ví dụ khi mà muốn nhiều khí gió có thể mở cái ô phích đấy ra là vào được. Phía bên phải là khu vệ sinh khép kín thì gồm có đầy đủ các thiết bị vệ sinh như là bệ xí, lavabo, sen tắm. Đấy, ốp thì anh ốp đến kịch trần. Trần thì anh sử dụng hệ thống trần giả với cao độ tầm 24. Bên trong nó có một hố thoáng. Đấy, hố thoáng khi mà mình mở này khi không sử dụng ấy thì nó tạo ra sự thông thoáng gió. Với cả nó sẽ cái sàn nó sẽ rất là mát. Phía bên trong thì anh mới hoàn thiện là hệ thống tủ và giường. Và phía bên phải là cái phía bên trái này là hệ thống cửa sổ như mình vừa chia sẻ ở ngoài ấy. Thì khi mà bình thường anh sẽ mở ra là ánh sáng tự nhiên vào rất là nhiều đúng không ạ? Đấy các bạn, phòng tại sao phong cách nhà vườn lại có là xu hướng của nhiều người xây dưới quê? Tại vì dưới xây quê thì cái khuôn đất của họ rộng đúng không ạ? Xung quanh không bị vướng bận gì thì mình làm nhà vườn, hệ thống cửa sổ mở ra với những cánh rộng như này thì lấy ánh sáng lấy gió rất là hợp lý, không bị bí bách công trình này, vừa nhiều sáng nhiều gió thông thoáng. Đấy, phía bên này thì mai sau anh sẽ kê một cái kệ tivi nhưng anh chưa hoàn thiện. Đấy, đây đang để chờ hết rồi. Các bạn để ý nhé, cái kệ này rất là hay này, không như là các kệ bình thường. Ví dụ như kệ bình thường thì người ta sẽ làm chân ở đây đúng không ạ? Nhưng khi mà mình làm cái có một hệ khung thép bắn vào tường xong rồi mình kê cái tủ ấy lên thì dưới này rất là thoáng này. Mình có thể vệ sinh lau chùi ở khu này rất là dễ. Nhiều nhà ví dụ kê dưới sát tường ở cái góc này có khi là để lâu chẳng ai lau chùi đến, rất là bẩn. Lúc mình kê ra rất là bẩn, rất khó vệ sinh. Còn đây thì mình lau nhà mình lau luôn ở dưới này, rất là tiện. Đấy, kết hợp với cả cái bàn làm việc nhỏ của anh ở đây nữa.
anh ngồi ở vị trí này đấy, làm kê chân rất là rộng rãi, không bị kích kiếc đầu gối, đúng không ạ? Đấy, có tủ anh có cái táp đầu giường và cái tủ này thì anh nằm đều tủ kịch trần hết các bạn nhé, bằng cái khu vực trần nhà vệ sinh. Phía bên phải mình đây là cái phòng ngủ của bác đấy, và có đang ở với một cháu nữa. Thì đây các bạn thấy khuôn viên cái hệ thống cửa thì vẫn sử dụng hai cửa gỗ nhỏ hai bên, nhưng cái điều đặc biệt ấy đây là anh ấy có kết hợp giữa hai loại vật liệu. Đây là hệ khung là cửa gỗ như các khung cửa sổ phía bên trước, nhưng phía đằng sau ấy thì để lấy sáng hơn và để phần tiết kiệm chi phí, tại vì phía này nó hơi lắng mà, thì mình sẽ sử dụng cánh là cánh cửa nhôm sinh pha, nhưng dạng là dạng màu là màu vân gỗ các bạn nhé. Thì hai cánh này tại sao lại kê cái giường ở giữa này, tại vì theo phong thủy thì ví dụ mình kê cái giường ấy mà ở trên cái đầu cửa sổ ấy, cảm giác nó sẽ bị nó trống, cảm giác nó không bị, khi ngủ nó không ăn không ngon giấc, nên khi thiết kế thì anh em sẽ thiết kế hai cửa sổ nhỏ hai bên. Thì khi thiết kế thì cũng phải tính toán các bạn nhé, làm sao ví dụ kê mai sau khi kê cái tủ ấy, tủ kích thước tầm bề chiều rộng nó khoảng 600 mà, thì thiết kế thì phải để cái khoảng tường từ 600 đến 650 để mai sau kê cái tủ nó vào đúng cái mép cửa sổ. Chứ các bạn tưởng nếu ví dụ như không thiết kế nhé, nhiều nhà đặt ngay cái cửa sổ sang bên góc tường bên này cho nó rộng đúng không ạ, nhưng mai sau mình kê cái tủ nó che mất lửa cửa sổ rồi thì còn tác dụng gì nữa. Đấy, làm sao mà tính toán này rất là hợp lý này, cái tủ xong đến cái cửa xong đến cái giường, các bạn thấy rất là cân đối, không bị đầu giường quá vào cái mép cửa sổ, không bị cái tủ bị vào cái mép cửa sổ. Đấy thì cái lợi ích của anh em thiết kế. Thì trong đây thì anh ấy sử dụng cái gam màu hồng, tại vì có mai sau định hướng là các cháu có thể ở đây nữa thì nó sẽ là mang màu sắc của các cháu gái hơn. Đây phía bên đằng sau này là khu vệ sinh chung của gia đình, là khu tắm chính của những thành viên khác trong gia đình các bạn nhé. Thì đây nó khác hoàn toàn nữa là nó có một hệ thống vách kính. Vách kính này nó sẽ phân khu khô và khu ướt của gia đình. Đấy, khi mà tắm thì mình sẽ vào trong đây tắm thì nó sẽ không bị ướt ra khu vực bên này. Bên này chỉ có bệ xí và lavabo. Đấy, cái thiết bị này toàn sử dụng những hệ thống cửa inlắc. Đấy, chất lượng cao. Cánh thì đây điều đặc biệt hơn nữa, thì bình thường các bạn đi các nhà khác ấy, thì người ta sẽ, một là sẽ sử dụng nhôm kính đúng không ạ? Hai là sẽ sử dụng cửa composite, nhưng anh sẽ dùng cửa gỗ luôn. Tại vì cửa gỗ này thì, tại vì tại sao anh sử dụng này? Tại vì anh đã phân khu khô và khu ướt ra khác nhau rồi. Tại vì cửa gỗ ấy, khi bị cong vênh tại sao, khi bị bắn nước, khi mình tắm nó bị bắn nước lên, nhưng đây mình tắm nó có cái vách kính nó ngăn rồi, không có nước ra ngoài nữa, gần như là nước không bao giờ nó ra được cái khu vực này, nên cửa gỗ sử dụng vẫn an toàn. Nhưng các bạn lưu ý nhé, nếu mà sử dụng cửa gỗ thì các bạn nên phân khu ướt và khu khô ra và tránh nước tiếp xúc với cửa quá là nhiều. Phía đằng sau đấy thì thường đây sẽ là bức tường chống, nhưng anh có bên công ty có thiết kế cho anh một cái hệ thống cửa mở. Đấy, thứ nhất là vào lấy gió này. Các bạn thấy gió và ánh sáng vào cái khu vực hành lang này đi vào sẽ không bị tối. Ví dụ như đi lại từ phía đằng ra đây thì sẽ không bị tối công trình nữa. Chung là về nói, nếu mà nói về hệ thống nhà vườn thì cái hệ thống thông gió rất là quan trọng. Nên hệ thống tại sao các bạn đi xem các video trên kênh Kisato ấy, thấy các nhà vườn rất nhiều cửa sổ. Tại sao vậy? Tại vì nó yêu cầu về cái độ thông gió và chiếu sáng là rất là quan trọng. Đây phía đằng sau cái phòng khách thì mình vừa chưa xẻo qua, đây là anh có làm cái kệ. Thì ở cái định hướng ngày trước ấy là mình có thiết kế cho anh ấy làm cái bếp nhỏ khu vực này. Thì đây là cái hệ kệ, là hệ kệ là trang trí giữa không gian phòng khách phòng bếp để nó nhìn cái độ thông suốt. Ví dụ khi anh là ngồi tiếp khách ở đứng trong bếp nấu ở khu vực này này. Đấy, các bạn tưởng tượng đứng bếp nấu khu vực này vẫn nhìn được ra ngoài phòng khách, biết tiếp khách như nào ấy. Nhưng sau khi mà anh làm ấy thì có cái nhà ngang ở phía dưới, anh có cải tạo lại và làm khu vực ăn ở dưới để đỡ bị mùi. Nếu mình có nhiều đất ấy, thì mình có thể là làm cái khu vực nhà ăn, nhà bếp ở dưới. Thì khi lâu lướng thì không bị mùi lên phòng khách. Phòng khách sẽ còn tách biệt. Thì mai sau định hướng đây thì là anh sẽ kê một cái sập khoảng 2 mét. Đấy, cho bác và các bác lớn tuổi ngồi đây uống nước. Đấy, cửa sổ đây rất hợp lý này. Chiếu sáng gió vào cái khu vực, cái sập đấy ngồi thoải mái. Bên phải này cũng là cái khu vực phòng ngủ. Thì tại vì hai cháu của anh còn bé, lên hai phòng ngủ đây chỉ là hai phòng dự kiến thôi. Thì hai phòng này thì không có vệ sinh các bạn nhé. Chỉ là ngủ như cái phòng ngủ mình vừa chia sẻ, vệ sinh sẽ sử dụng hết vệ sinh chung ở phía bên kia, hoặc là đi theo lối sảnh phụ này xuống cái vệ sinh chung ở phía bên dưới. Đây, hai phòng ngủ thì phòng ngủ này khá là giống cái phòng ngủ bên kia, nhưng có sơn là sơn màu xanh thôi. Cũng có hai cửa sổ và mai sau cái tủ quần áo sẽ kê vị trí này các bạn nhé. Đây các bạn thấy khoảng tường là từ 600 đến 700 này, mai sau sẽ kê tủ quần áo này.
Đây, hai cửa sổ hai bên, cái giường sẽ ở vị trí này, TV sẽ ở vị trí đối diện. Đây, xin mời đây các bạn xem, đây thì là cái khu vực sảnh phụ, anh có sử dụng cái cửa một cánh. Đây, cửa sảnh phụ này thì được treo với cái hệ trần bên phía bên trên và hệ lam ở bên cạnh. Lam này sẽ một xây gạch sơn thôi, rất đơn giản thôi, nhưng tạo sự thông thoáng. Chứ các bạn tưởng tượng xây một cái tấm đặc ở đây thì nhìn nó đường lối đi nó sẽ không có nhiều ánh sáng như này đâu, mà nhìn khá là bí. Đấy, xuống đây thì là cái khu vực chung của anh ấy. Phía đằng sau là khu vực vườn, cũng có là khu vực chăn nuôi, cả vườn rau để gia đình gia tăng sản xuất. Đấy. Còn phía bên phải là khu vực khu vệ sinh chung. Kiểu anh cơi lưới ra, anh có bán tôn tạm ở khu vực này để sử dụng lầu nướng phụ và khu vệ sinh chung. Đấy, tí mình bay phải lấy cam thì các bạn sẽ nhìn thấy tổng khuôn viên gồm có ba khối chính. Khối nhà chính là nhà vườn mình tư vấn đặt ở giữa này. Bên cạnh là khu vực nhà ăn, nhà bếp này. Phía sau là khu vực chăn nuôi này. Đấy, nó rất là tách biệt, không bị ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Vâng, mình giới thiệu với các bạn nốt cái hệ thống điện thông minh của ngôi nhà. Thì anh có sử dụng cái điện thông minh của hãng Lumi nha các bạn nhé. Đây là cũng có bảng điều khiển cảm ứng, thì anh có sử dụng cho là phòng khách với cả hệ thống chiếu sáng ở bên ngoài. Thì khi bật cái ứng dụng ở trên điện thoại smartphone quá là anh có thể bật chiếu sáng hệ thống phòng khách này, hệ thống ánh sáng ở phía bên ngoài này, không có tối lên công trình sẽ rất là đẹp, tại vì tất cả các đầu cột này, các tường trang trí anh đều có những cái đèn hắt. Đấy, anh chỉ cần kích hoạt trên điện thoại là nó sẽ sáng và rất lung linh, và tắt bật nó khá là dễ dàng. Đấy, vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn về công năng và tổng quan công trình ở nhà anh Thủy ở xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nếu các bạn có nhu cầu về thiết kế và thi công trọn gói công trình thì vui lòng liên hệ với công ty cổ phần kiến trúc Kisato để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.